Rồi, chào anh em đam mê máy cày nhá. Này máy cày tây nguyên này lên sóng MTA 270 này. Con này vừa rắp móc lên khách ở gần nhà nhá. Con này máy số rồi còn đi ngon lắm. Lốp trước đẹp, lốp sau lốp pin cũng đang còn cao này. Con này được cái là số cơ bên cơ này, về cơ này yên tin vẫn còn này. Bao giờ bao nước mà thứ còn hết. Đang lên đồng hồ rơ le còi hơi cho anh em. Mặt nạ để chơi lại mặt nạ sắt này, đèn led hết này. Đi lóc lành trên đầu xe nha anh em. Theo yêu cầu của anh chủ đi lóc lành trên đầu xe. Đang bảo dưỡng nốt cái số nữa là cho em lên được. Móc là cũng lắp đèn hông đầy hết này, đèn hông. Đi thắng hơi này, đèn sau này, đèn xi nhan này, xi nhan hai bên. Đi thắng hơi. Này đi thắng hơi chứ không đi lóc kề. Đây nhu cầu này. Móc này là móc cũ nha anh em. Còn anh em mà cần đóng móc mới thì đóng móc mới nhá. Đằng sau này. Đằng sau này vỡ là bên em có thể nhu cầu làm lại hết. Dương. Còn hai nắp cabo thì để trên. Đang làm nốt cái nắp số là bàn giao cho anh trai trong ngày hôm nay đi. Anh em nào nhu cầu cần những dòng xe lớn bé gì thì liên hệ em nhé. Đây còn nhiều lắm, TA này 317, 325 bãi này, Shibora V52 này, TA 325 và Shibora D32 là 375. Còn rất là nhiều nha anh em. Rồi, chào anh em nhé. Test tổng tốc cho anh em. TA 270 tổng tốc 3 số 1 nha anh em. Đang đi ba cầu luôn đấy, cả cầu trước luôn đấy. 3 số 1. Móc 1, vay 1, đầu 1. TA 270 lắp móc thắng hơi. Về cho anh trai cùng xã luôn. Rồi, chúc anh em đi tốt đường đời nhé.